Đôi dép này nó ra đời lúc trời chưa tắt nắng, lúc con rắn nó đang săn mồi, lúc mấy thằng cao bồi đang bắn súng, và lúc mấy thằng tù túng nó đang đi cộng lãnh, lúc mấy đứa rảnh rảnh nó đang đổ xăng. Và thời điểm đó là thời cơ cho mấy con lăng quăng biến thành